Đây là con đường Lý Thường Kiệt, phường 4, quận Gò Vấp. Nơi đây mình sẽ có giới thiệu các bạn quán ăn Lâm Phát tại địa chỉ 59 Lý Thường Kiệt, phường 4, Gò Vấp. Quán ăn rất là nhỏ gọn, của anh chị còn rất là trẻ và con nhỏ. Quán ăn nổi tiếng về ngon, nước chấm rất là thơm ngon, đặc biệt và rẻ nữa. Đây là quán ăn Lâm Phát, nổi tiếng với lại bánh tráng phơi xương, rau Tây Ninh và lẩu một người. Đây là rau salad với lại rau cải. Đây là rau dành cho bánh tráng phơi xương Tây Ninh, tí tô, rau quế, rau thơm. Ở đây có bánh tráng trộn Tây Ninh luôn. Đây là menu của quán ăn Lâm Phát: bánh canh, bánh xèo tôm thịt, hủ dừa, thịt heo luộc 50.000 một người, 90.000 là hai cho phần hai người. Chả giò tôm thịt thì chỉ có 45.000 một phần thôi. Lẩu hải sản là 55.000 một người và phần cho hai người 100.000 thôi các bạn. Đây là những cái món gọi thêm ở quán ăn Lâm Phát, trà đá miễn phí. Có những cái thức uống như sâm, é, nha đam 7.000 chai. Đây là bảng giá từ 7.000 hoặc là 5.000 cho đến 25 tới 45-50.000 dành cho một người và khoảng 90.000 đến 100.000 cho hai người. Đây là rau của quán bánh tráng Tây Ninh, thịt heo luộc cuốn bánh tráng phơi xương đó. Chị ơi, cho em hỏi cái lá này là lá gì chị ha? Này là lá cốc em. Lá cây cốc hả chị? Còn lá này là lá gì chị? Này là rau quế vị hay rau ta vị, có người còn gọi là rau xá xị. Và đây là rau xá xị. Còn cái rau này chị ha? Này là sao nhái á. À, sao nhái. Còn lá này chị? Đây là cây lộc vừng đó em. Đây là lá lộc vừng đây. Lá càng non là ăn càng ngon đúng không chị? Lá non càng đẹp. Dạ. Còn lá nào đặc biệt nữa không chị ha? Đây là hè hả? Ừ, hè. Đây là lá cắt. Lá gì chị? Lá cắt. Lá cắt hả chị? Lá cắt. Dạ. Đây là quán ăn Lâm Phát đặc sản Tây Ninh đây các bạn. Quán nhỏ gọn, rất là nhỏ nhưng mà đồ ăn rất là ngon thôi các bạn. Món đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo, bánh tráng phơi xương Tây Ninh thì đây là bánh tráng Tây Ninh, bánh tráng rất đặc biệt của tỉnh Tây Ninh các bạn, được phơi xương và đi kèm với lại rau, là những cái loại rau mà đặc biệt dành riêng cho cái món là thuộc thịt cuốn bánh tráng. Cho em hỏi là cái lá này là lá gì chị ha? Đây là lá cốc em. Lá cốc. Đây lá cốc. Còn lá này à? Đây là rau sao nhái. Rau sao nhái. Còn cái loại này à? Đây là quế vị hay là rau xá xị, rau ta vị. Rau xá xị đây. Cái này là cũng như nhau. Còn cái này gì? Đây là lá cách. Đây là lá cách các bạn. Đây là lá lộc vừng. Đúng rồi. Vực non đây. Ngoài đó thì khách có thể chọn nào là lá tí tô nè, rau quế, rau thơm nè, và cả rau diếp cá. Đó. Nguyên liệu là rau muống dành cho lẩu nè, hoặc là rau của quán chị được rửa sạch và rất là tươi. Đây là cải.
đây là salad. À, do nhà chị gần chợ nên là rau chị lúc này cũng tươi và sạch sẽ đó, rất là ngon. Điều đặc biệt nhất của quán này mà khách mê là cái nước chấm này các bạn. Vợ chồng anh chị chủ quán làm rất là ngon. Đây là làm từ mắm vậy đây chị ha. Này mắm nêm gì cẩn em. À mắm nêm gì cẩn mà được pha thêm công thức của vợ chồng chị. Là ngoài ra còn có dưa chua nè. Mắm cá bình thường nè. Đó các bạn thấy. Chị chủ quán đang chuẩn bị một buổi chiều mưa mới tạnh xong là ghé quán ăn Lâm Phát đặc sản Tây Ninh, thịt heo bún bánh tráng phơi xương của Tây Ninh với lại lẩu dành cho một hay hai người. Đây quán nằm tại số 59 đường Lý Thường Kiệt, phường 4, quận Gò Vấp. Đây thịt heo được tuyển chọn rồi luộc sẵn, bánh tráng, rau. Đây là món bánh canh bột gạo giò heo của quán Lâm Phát, nấu bằng nước thịt rất là bổ. Đây tới bụng vô làm một tô với lại đi trà đá. Ai lại bột giòn hay là bánh canh bột gạo mà sắc là người ta làm cái bột nó nửa sống nửa chín nó, xong mình muốn ăn mình sẽ trần luộc xong luộc chín bánh canh mới nấu. Đây là bánh cộng bún bánh canh bột gạo của quán Lâm Phát được làm sẵn. Mỗi ngày chị chỉ bán cho khoảng 20 tô thôi nha các bạn. 30 tô, như đó là được 30 tô. Đây là 30 tô. Chúng ta sẽ coi chủ quán Lâm Phát làm món bánh xèo. Bánh xèo Lâm Phát là ngon, ngon cũng có tiếng ở trong cái đường. Anh chủ quán Lâm Phát sẽ làm cho chúng ta coi món bánh xèo Lâm Phát cũng nổi tiếng ở trong cái đường Lý Thường Kiệt của phường 4 Gò Vấp như thế này. Đây, anh chủ quán đang chuẩn bị làm bánh xèo. Bánh xèo này là bánh xèo mang theo phong cách tỉnh nào hoặc là vùng nào anh ha? Bánh xèo này nói chung giống bánh xèo miền Tây, mình chỉ có mình làm cái riêng của mình á, mình đổ một bỏ củ dừa hay là cái nọ vô nó ta sắc hàng là lạ vậy. Nước cốt dừa hả anh? Cốt dừa nhưng mà còn có củ dừa đó, củ dừa. Củ dừa, cái đọt dừa á. À đọt dừa gọi là củ hủ dừa đó. Đúng rồi. Là món bánh xèo của quán anh sẽ có thêm món này. Khác với tất cả các quán khác. Đây các bạn. Đọt dừa đây. Anh đang thái thịt ba chỉ để bỏ vô bánh xèo luôn. Vừa đổ bộ bánh xèo xong các bạn. Bánh xèo này mang phong cách miền Tây nhưng mà có thêm vài cái loại gia vị riêng của quán Lâm Phát. Chủ quán vừa bỏ thêm hết gia vị và tâm sinh lý thay đổi á. Đây là rau của món bánh xèo quán Lâm Phát, cải nè, salad nè, lá lộc vừng nè, lá sách nè, rau rừng nè. Nói chung là mấy cái loại rau này là cũng na ná giống như món thịt luộc cuốn bánh tráng Tây Ninh phơi xương đó, gọi chung gọi là rau rừng các bạn. Đầy đủ rất là nhiều loại lá mà ăn vô rất là ngon. Bánh xèo gần chín rồi thôi các bạn.
nấu bằng một loại bếp công nghiệp, bếp khò. Bánh xèo mình là có giá bao nhiêu tiền cái anh anh? Giá xèo mình đó là 45.000 một cái. Vì bánh xèo anh đặc biệt nên là 45.000 một cái và rất là nổi tiếng ở cái trục đường Liên Kiệt này. Đường Liên Kiệt sau lưng bên hông chợ Gò Dấp nha các bạn. Bánh xèo đã vàng rồi. Sắp cho ra lò rồi. Anh đang nghiêng chảo để cho cái bánh chín đều. Anh chủ quán đang cho bánh ra dĩa các bạn. Đây, bánh đã chín và được cho ra dĩa. Nước chấm có dưa chua, rau rừng hỗn hợp với lại bánh xèo. Đây các bạn. Rất thơm, rất ngon. Đây là nước lèo được nấu riêng của quán Lâm Phát. Chủ đang nấu bánh canh cho khách. Nước lèo được nấu từ xương và thịt rất là ngọt nước. Đây, anh đang lấy cọng bún gạo, cọng bánh canh gạo, cọng bột sắt. Thì người Sài Gòn hay gọi là bánh canh bột sắt thưa các bạn. Thịt ba chỉ sắc lát. Một tô bánh canh là giá bao nhiêu tiền anh? 25.000. 25.000 một tô thưa các bạn. Còn thêm giò thì bao nhiêu tiền anh? Giá một giá luôn. Giò cũng 25.000 luôn. Ở đây là giò thịt anh hầm chín mềm để sẵn. Vì nước lèo, nước xương, thịt anh nấu sẵn ở trong nồi to inox này thưa các bạn, nên là mỗi lần khách ăn là anh chỉ có múc ra trong nồi nhỏ và đun sôi lại thôi. Đây anh đang chế vô tô để cho khách. Thêm tí tiêu thì món bánh canh thơm và ngon hơn. Khách đang ăn bánh canh bột sắt. Có thể cho thêm cái ớt, chanh, rau, tùy cái gia vị mình thích vô tô bánh canh. Đây khách đang vô ăn quán bánh canh quán ăn Lâm Phát. Đây là rau dành cho lẩu hai người. Nấm. Rau muống. Cái này là rau gì chị ha? Cải thảo. Cải thảo với lại cái này là cái gì chị? Rau nhút. Rồi, rau nhút. Hai khách đang ăn cái lẩu dành cho hai người. Đây là lẩu Thái hay là lẩu hải sản vậy chị ha? Thái. Đây là lẩu Thái. Em đứng tắt công việc cái quạt máy. Xuất trình cho hai người. Lẩu Thái. Phần cho hai người. Đây thịt bò sẽ chừa lại để mắm, bún và rau. Bỏ bún vô. Đây khách đang
bỏ bún vô trong chén để mà ăn lẩu Thái. À, lẩu sắp sôi rồi các bạn. Đây, lẩu đang sôi rồi. Khách đang bỏ rau muống và rau nhút và cả nấm nữa vô trong nồi lẩu, xuất ăn xuất lẩu dành cho hai người. Mùi rất thơm. Khách mua về đó, anh đó, chủ quán đang mang cho khách bánh xèo. Anh chị là khách của quán Lâm Phát. Quán Lâm Phát giá được khen là rất là rẻ và bình dân, mà nguyên liệu với lại thức ăn rất là ngon. Đây là cọng bánh canh bột sắt của quán Lâm Phát. Đây là tủ bỏ nước chấm với lại gia vị. Đây là bánh trắng trộn tôm Tây Ninh, quầy rau, quầy rau và thịt. Quán rất nhỏ và gọn thưa các bạn. Đây là không gian nhỏ gọn của quán đặc sản Tây Ninh Lâm Phát. Khách đang ngồi ăn. Đây là món bánh xèo rau rừng của quán Lâm Phát. Khách đang ăn. Thì chị khách đang uốn bánh xèo với rau rừng. Nhiều rau quá. Có củ hủ dừa hả? Củ hủ dừa tức là đọt dừa đó các bạn. Chỉ riêng quán này có thôi. Trời, cái tay em thương quá mà nghe. Đây.